Xin chào 500 anh em, tôi là Đa. Nếu các ông có xem chương trình Thách Thức Danh Hài thì sẽ không còn xa lạ gì với cái tên của tôi. Đa 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 đa. À mà các ông đừng nhầm tôi với ông Đa trên TV nhá. Chỉ vào mặt thế này là anh chửi mẹ chúng mày. Tôi đến từ đất nước Trung Quốc, thuộc dòng họ nhà gấu, loài mà người người, nhà nhà đều mong muốn có vào dịp Noel. Nhân tiện nhắc đến gấu, cho hỏi anh em đã có gấu chưa nhở? Còn tôi thì có rồi nha. Xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quan viên hai họ, đây là gấu của tôi, nàng tên là Ban. Chúng tôi được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Ở đâu ý Ban nhở? Ai mà biết được, anh hỏi em ngày uống bao nhiêu lít sữa thì em còn biết. Suốt ngày chỉ ăn với uống, chả được cái tích sự gì. À đấy, vừa nhắc đến sữa thì có sữa luôn kìa. Ra uống sữa thôi em ơi. Sữa của ai mà ngon thế không biết, ngày nào cũng uống mà không thấy chán. Thì chắc là của cô gì vừa mang đến cho mình đó, chứ còn của ai nữa. Nào nào, không chen lấn xô đẩy, ưu tiên người lớn tuổi. Không, để em uống trước cơ, anh tránh ra đi. Hàng ngày chúng tôi chỉ có ăn, chơi với ngủ, khiến cho thân hình ngày càng trở nên mũm mĩm. Cuộc sống sinh hoạt lành mạnh của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua. Sang uống sữa, tôi tập thể dục cùng nhau. Đoạn này ông editor nhớ che đi nhá, không lộ hết hàng họ của tôi. Cho đến một ngày bình thường, giống như bao ngày không bình thường khác. Sau khi đã hút xong 2 lít sữa, chúng tôi quyết định đổi gió, đi hẹn hò, khám phá thế giới bên ngoài. Tôi chợt nhớ lại khi tôi còn bé, cụ cố tôi đã kể cho tôi về một cái cây thần kỳ. Cụ nói rằng, đôi uyên ương nào trèo lên đỉnh thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi. À mà nếu ông nào thắc mắc tại sao cụ cố tôi lại là một con rùa thì có thể hỏi đạo diễn phim nhá. Cái này tôi cũng chịu. Nghĩ đến lời kể của cụ cộng với tình yêu cháy bỏng đang sẵn có trong người, tôi quyết định rủ Ban đi tìm cái cây đó. Chúng tôi trèo thử lên cái cây đầu tiên. Dường như bầu không khí trong lành thoáng mát ở trên cây khiến cho tâm hồn bay bổng hơn. Lên đây cao mắt quá anh ạ. View trên này đẹp vãi, cứ như là đang đóng phim Titanic ý anh nhỉ. Ừ, chúng mình là cứ như rách và ôi giời, tí thì ngã. May mà anh học võ kung fu. Ơ, à, tôi chặn cái phao câu của em rồi. Hỏng hết cả hàng họ, đau quá. Tôi không trèo nữa, đi chỗ khác chơi đi anh. Đợi anh với. Mà sao không xuống được nhở? Ban ơi cứu anh với. May quá có cậu em đây rồi. Nhẹ nhàng thôi bạn. Sao cứ tóm mà mông tư thế? Khổ ghê, béo quá. Chắc sau đợt này phải ăn kiêng, chứ ngày nào cũng làm chục lít sữa thế này không ổn. Nào nào, ôm ấp gì thế, biến thái à? À mà quên mất mình đang muốn xuống mà nhở. Ban ơi đợi anh với. Sau khi dạo vài chục vòng quanh các công viên lớn nhỏ, trèo lên hàng trăm cái cây, tôi lại trèo xuống. Chúng tôi phát hiện ra là câu chuyện của cụ cố tôi kể chỉ là một cú lừa. Tôi đang đi tìm Ban thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt là cảnh tượng vô cùng sửng sốt. Người yêu tôi đang bị một kẻ lạ mặt tấn công với thân hình to lớn mũm mĩm. Hắn ta đang cố gắng khống chế Ban. Tuy nhiên người yêu tôi cũng chẳng phải dạng vừa, kế thừa những tinh hoa võ thuật cùng dòng họ nhà gấu, với thể hình cũng không kém phần đầy đặn. Ban vẫn đủ sức solo song phẳng với hàng. Tuy nhiên tôi cũng không thể đứng yên nhìn người yêu của mình bị ức hiếp. Tôi liền nhảy vào đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Thằng biến thái bệnh hoạn này dám sảm sỡ con gái nhà lành à? Bỏ người yêu tao ra, chạy đi em, có anh đây rồi. Hôm nay anh sẽ khô máu với thằng này. Mày tưởng mày là gấu trúc thì muốn làm gì thì làm à? Loài gấu trúc bọn mày thật là vô liêm sỉ. Nhưng mà mình cũng là gấu trúc mà nhỉ. Sau 47-49 phút giằng co không phân thắng bại, tôi mới thả hắn ra. Ông bị điên à? Bỏ ra để tôi giải thích đã. Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi, có gì cần giải thích nữa? Người yêu ông sàm dỡ tôi. Tôi đang tìm cách chạy trốn đây này. Đúng là cái loại háo sắc, thấy giải đẹp là sáng mắt lên. Xin lỗi người anh em nhá, thỉnh thoảng nhầm lẫn tí là chuyện bình thường. Tôi chợt nhận ra bản chất thực sự của Ban. Hóa ra cô ta chỉ mê giải đẹp mà không hề có chút tình cảm nào với tôi. Tất cả mọi thứ cô ta đều lợi dụng tôi để được ăn ngủ tại nhà của tôi. Tôi quyết định chia tay và đuổi cô ta ra khỏi nhà. Giờ đếm trải cảm giác thất tình cũng buồn thật. Nhưng lý do chủ yếu là không còn ai tập thể dục mỗi tối với tôi nữa. Tôi nằm ngủ và không ăn uống gì suốt một tuần trời. Nani? Cho đến ngày đầu tiên của tuần thứ hai, bỗng nhiên có một tiếng động lạ như có người tới. Tôi chợt tỉnh dậy. À, hóa ra là không phải người, đó là một em chim công. Chào anh gấu, sao anh lại nằm đây? Tôi bị đứng hình mất 5 giây vì vẻ đẹp như một thần tiên tỉ tỉ của em. Không có gì, anh nằm hóng gió tí thôi mà. Cô em tên gì thế nhở? Em có thích ăn rau dền không? Em nhà ở đâu thế? Em là công, em ở đâu á? Ở đâu? Còn lâu mới nói. Thôi không làm phiền anh nữa nha, chào anh. Sự xinh đẹp của nàng như một cái ghế vì nó không phải bàn. Mỗi lần em xòe đuôi là một lần trái tim tôi như ngừng đập. Công ơi, cho anh đi theo với. Tránh xa tôi ra, cái đồ béo ú bệnh hoạn.
đừng chạy, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà. Và ngày nào cũng vậy, tôi cùng em Công tạo nên những màn rượt đuổi còn hơn cả Fast and Furious. Thậm chí có lần tôi đã dình sẵn trước cửa nhà để đợi nàng, nhưng cũng không thành công. Biết rằng không thể chiếm trọn trái tim của nàng, tôi đành phải bỏ cuộc và quay trở về cuộc sống thường ngày, trải qua cả cảm giác thất tình và yêu đơn phương. Giờ đây chỉ có thức ăn mới có thể khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, kể cả khi nàng đi qua. Tôi cũng không còn cảm xúc gì nữa, vì tôi nhận ra rằng tình yêu đích thực của mình đó chính là những bó trúc này. Cảm ơn các anh chị em đã theo dõi câu chuyện của chú Gấu Đa. Hãy đăng ký và theo dõi kênh để đón chờ những tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.